Chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái rất là quan trọng trong bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào cũng có, đó là danh sách. Uh, danh sách ở đây thì có thể là một mảng, có thể là một uh, cấu trúc dữ liệu dạng kiểu như danh sách liên kết đơn hay là danh sách một cái kiểu danh sách liên kết nào đó. Sử dụng con chó. Thì ở đây mình uh, trong Python thì danh sách nó sẽ có rất là nhiều những cái cách để các bạn có thể sử dụng và sử dụng nó rất là linh hoạt thì ở đây mình sẽ có một cái mình sẽ khai báo một cái biến chưa tên là nít um, nít đi lấy đi à, mình sẽ cho nó bằng ví dụ như là số 1 này chuỗi này à, số này đây là số abc gì đấy đây là ví dụ như là tên mình chẳng hạn nó hay là một số thập phân đó. Thì đây là một cái list enter. Và mình gõ ra thì nó sẽ in được ra rất là nhiều đúng không? Thì một cái list có thể một cái danh sách có thể chứa rất nhiều dữ liệu và để chi xuất đến từng thành phần của cái danh sách này thì các bạn sử dụng như sau. Đây này, mở ngoặc vuông, thành phần thứ không Đó thì nó sẽ ra cái số 1 đúng không? Hay là các bạn muốn cái NI này số 2 này, nó thì sẽ ra tên mình đúng không? ni số 3 này à quên ni 3 đó thì nó ra cái số chỗ này thì đây là cách mà truy xuất đến từng thành phần của list bây giờ mình muốn thêm vào một cái số nữa vào trong cái danh sách này thì sao thì đơn giản là, là y chấm append đúng không thêm vào Nguyễn Hoàng Hải chẳng hạn enter ờ, cái append này mình viết nhầm bây giờ chúng ta lấy này chấm app pen đó nguyễn uh, xếp trừ chữ trừ trừ đi thế đi thì gì đấy enter ok và mình in ra này thì như vậy là nó đã thêm được vào cuối đúng không các bạn có thể thêm được rất là nhiều thành phần vào cuối chỉ cần thêm cái app pen vào thôi thế bây giờ mình muốn insert thì sao mình muốn chèn vào cái vị trí ở giữa này chẳng hạn một cái vị trí nào đó một cái số thì sao thì đơn giản là cũng chỉ lấy chấm in insert đây là cái vị trí mình muốn chèn vào vị trí thứ nhôm thứ một này đây là vị trí một enter in là cái lời ra như vậy là họ nó cũng chèn vào vị trí số một giờ à mình có một điều mà muốn lưu ý với các bạn nếu mà các bạn truy xuất cái vị trí âm một sao đó thì nó rất là hay bởi vì uh, đây là không đúng không Âm 1 thì nó lại vòng ra đằng cuối này âm 2 đây âm 3 đây âm 4 ở đây âm 5 ở đây âm 6 ở đây âm 7 lại vào ngang đó trong Python nó rất là hay là như vậy đấy là uh, mình muốn nói thêm bây giờ insert rồi bây giờ các bạn muốn xóa cái vị trí số 1 đi giao thì đơn giản là đeo uh, nít vị trí số 1 enter Cũng gõ lại cái vị trí ra thì như vậy là cái vị trí số 1 này nó đã bị xóa đi rồi đúng không? Thì ở trong Python nó làm việc với danh sách hết sức là đơn giản thì đây là một số những cái cơ bản mà mình vừa hướng dẫn cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn.